mới thấy tiếc. Em cho là cái tiếc nuối nhất khiến chúng ta mãi đi tìm không phải là anh, là em, là chúng ta. Hay dấu vết kỷ niệm, mà là lời chia tay thực sự. Giá như ngày đó ta đã không dùng sự im lặng để chữa lành những vết thương.